Một buổi sáng các bạn, chúng ta đang đứng ở chợ Công Nghi. Đấy. Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Tây Bắc TV1. Và chúng ta đang quan sát số lượng trâu bò ngày hôm nay ở chợ phiên Công Nghi. Hôm nay là ngày 16 à? 17 hay 16 á, mình cũng không nhớ rõ, để mình xem này. À, hôm nay 17 các bạn, đây 17 tháng 10 2023. Một buổi sáng ở chợ vùng cao, vùng biên. Và ngay buổi sáng ngày hôm nay mình phát hiện có một con trâu sừng khá là đẹp. Đây, sừng dòng trâu, không biết là con này có chọi được không, nhưng mà cặp sừng của nó thì khá là ấn tượng so với tất cả số lượng trâu ở đây các bạn. Đây này. Đấy, bạn nhìn thấy con này chưa? Mình sẽ ra đằng trước để quay cho các bạn xem nhé. Làm được bằng chưa? Ôi, sừng đẹp chưa bạn chưa? Sừng con này dài, to. Hình như là phiên chợ ngày hôm nay thì có mỗi con này là sừng to và nổi trội nhất đấy các bạn. Đấy, con này thì có một anh vừa đến hỏi thì bác ấy báo là 52 triệu. Đấy, chắc là người ta bán với giá là dòng trâu chơi. Bây giờ lại phòng vòng đường đi bằng phố kia, phía trên kia cái vòng đấy, một con trâu ngoại hình thì nó bình thường thôi, nhưng mà về về cái sừng là nổi trội. Bây giờ thì mình sẽ đứng xa xa một tí để quay cho các bạn xem đoán giá cả con này khoảng bao nhiêu, đoán cân hơi xem nó nặng khoảng bao nhiêu. Đấy, về ngoại hình của nó thì nó con này vẫn chưa béo hẳn nhá, trâu thì trông lạc rồi. Đấy, cao khoảng 1m36-37. Trâu lạc thịt. Và con này mình đang dự tính là rơi khoảng, không biết là 6 tạ hơi không? 6. Con này chắc là căng lắm, giỏi lắm là 6 tạ hơi đấy các bạn. Nếu mà 6 tạ 6742. 6848 thì giá bình quân bây giờ là cứ 70 mà lên các bạn. 6742 thì nó rơi vào tầm 42 đến 45 triệu thôi. Đấy. Nhưng mà người ta bởi vì là nó có cặp sừng đẹp và tướng kiểu nó mang đi chọi được, chọi áo làng ấy, thì là người ta sẽ bán giá cao hơn một tí. Và người ta đang báo là 52 triệu. À, còn nếu mà mình trả thì con này chắc là tầm 40, đấy, 41 triệu thôi. Đấy là cao lắm đấy các bạn. Thôi chúng ta sẽ không quay chi tiết nhiều con này nữa, vì là chúng ta có còn nhiều con để quay các bạn. Đấy, các bạn nào xem thì xem kỹ nhá. Trên kênh của mình quay khá là kỹ. Đây. Đấy, cho bạn xem chân tay luôn. Đây. Đây, quay rất là chi tiết cho bạn xem. Đấy, con này nó chưa béo nhá các bạn nhé. Nó con này vỗ một tí nữa béo là nó sẽ đẹp. Đây là một con điển hình ở chợ đẹp ngày hôm nay các bạn. Thôi chúng ta sẽ đi xem con khác các bạn. Ở đây cũng có một con trâu đen này. Đấy, lông đen rậm khỏe. Đấy, cũng lên cổ rồi và nhìn nó khá là hầm hố. Cái sừng của nó cũng to. Đấy. Sừng ngắn.
Con này có vẻ như là người ta cắt đi, mài đi rồi các bạn. Một con trâu đen này. Đấy, con đen xì nhất ở đây này các bạn này. Và con này nó rơi vào tầm trên 6 tạ một tí. Đấy, con này nha các bạn nha, chúng ta đang theo dõi con này này. Đấy, con này cổ nó cũng lên rồi này. Đấy, lông cái con này thì là thịt nó thì khá là tốt, có nghĩa là thịt lạc săn chắc ấy. Lông đặc điểm của con này được bộ lông đen rậm khoẻ, còn sừng của nó thì nhìn nó ấn tượng thôi chứ không phải là sừng đẹp lắm, có nghĩa là sừng nó cong cong kiểu nó khác với bình thường. Đấy, và cái sừng nó cũng ngắn thôi. Con này rơi vào tầm trên 6 tạ một tí các bạn. Chắc là người ta cũng bán tầm với 42, 43 triệu. Tầm ấy thôi các bạn. Vì trâu bây giờ nó cũng rẻ lắm. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta sẽ di chuyển sang một số con trâu khác. Xem con nào chúng ta phải xem kỹ. Ôi đây này. Đây. Ở đây cũng có một con trâu to này các bạn này. Đấy. Ở đây cái con này cũng khá là to. Con này sừng nó móc lên kiểu giống như kiểu dòng trâu min các bạn. Nó móc quá. Và con này nhìn chiều này thì người của nó dài này. Đây. Đấy. Và con này người nó không được săn chắc lắm. Mặc dù là nó là trâu lạc ấy nhưng mà nó không cảm giác là nhìn nó người nó không được tròn trịnh lắm. Đấy. Nó vẫn có điểm G và con này vẫn chưa béo hết cỡ. Mình cũng chưa biết là người ta đang đưa ra với giá con này với giá bao nhiêu. Nhưng mà về cơ bản thì nó có khung to. Còn về độ chắc trâu thì con này không được săn chắc lắm. Con này mà béo, lăn tròn ra thì nó rất là to. Đó, bởi vì nó có cái khung đấy các bạn. Đây, chúng ta sẽ đến gần quan sát một tí. Con này tai nó có vẻ tím tím ấy nhỉ. Kiểu tím tím như kiểu dòng trâu min ấy. Nhưng mà không phải trâu min nó kiểu khác cơ. Cái tai của nó tím tím thì mình thấy nó giống giống ấy. Con này không biết khoảng bao nhiêu tạ. Con này chắc phải gần 7 tạ đấy các bạn. Và con này khung nó to và chắc là rơi vào tầm 7 tạ các bạn, khoảng đấy. 7 tạ đến 7 tạ mốt đấy. Một em trâu to nha các bạn nhé. Mình chưa thấy chủ ở đây nên chưa hỏi giá cho các bạn được. Nhưng mà về cái số cân thì mình đang đoán là dự tính là 7 tạ đến 7 tạ mốt các bạn. Đấy, 7749 7856. Chắc là báo tầm 48 49 triệu các bạn. Con này là có khung mình nha các bạn. Con này liếc mắt đưa tình. Không thấy bạn gái ở đâu. Rồi, chúng ta sẽ bỏ qua con đấy vì chưa biết chủ các bạn. Hình như là người ta đang xem con này nốt này.
Sorry các bạn nhé, mình thay cái mic các bạn, bởi vì là mic hình như là hết pin nên mình phải thay cái mic. Ôi, chúng ta sẽ di chuyển sang khu vực bên này vậy. Nói chung là số lượng trâu bò ngày hôm nay thì cực kỳ là nhiều các bạn. Càng ngày càng đông, càng ngày càng nhiều trâu. Như vậy thì đi chợ rất là thích. Ở bên kia thì mình phát hiện ra có một con trâu trắng các bạn. Đây, nó đứng tít ở đầu kia kìa. Bây giờ là chúng ta sẽ sang xem con trâu trắng. Hình như là con đực trắng các bạn. Trâu trắng thường thường ở trên chợ là ít hơn so với trâu màu đen. Đây này các bạn này, ở đây là có một con trâu trắng ấy. Các bác nào lâu lâu chưa nhìn trâu trắng thì các bạn vào xem nhé. Đây cũng có một con trâu con này. Một con nghé cái con cũng màu trắng ạ. Nói chung là học phiên nào thì cũng có trâu trắng nhưng mà số lượng nó ít. Đấy. Một con trâu trắng cái. Con này nó rơi vào trên một tuổi rồi các bạn. Tầm chắc là tuổi rưỡi rồi. Không biết là người ta bán về giá bao nhiêu. Và cái giá này nó chỉ 10 nó chỉ rơi vào tầm 10 15 14 15. Đấy. Và đây đặc biệt hơn là có một em trâu trắng to các bạn. Đây. Đấy. Các bạn quan sát kỹ nhé. Con này hiện tại bây giờ là cao tầm 1m36 37 đấy. Nói chung là nó cũng khá là cao. Nó cũng béo rồi các bạn. Nó vẫn nói chung là béo nhưng mà chưa đạt đỉnh, có nghĩa là chưa béo hết cỡ. Mà để thường thường là để một con trâu béo hết cỡ thì chúng ta hiếm gặp, nó cũng có gặp nhưng mà cái số lượng đấy nó ít. Bình quân là nó chỉ béo là gọi là bình bình đấy, nó gọi là có da có thịt. Cũng làm trâu thương phẩm được rồi. Các bạn quan sát con này đoán khoảng bao nhiêu tạ hơi? Con này nó phải trên 5 tạ nhỉ. Đấy, con này theo như mình dự đoán là người ta cũng phải giao bán là 35-36 triệu một con trâu hồng hay gọi là trâu trâu trắng. Ôi, ở đây bên này cũng có một con trâu trâu đen, một con trâu sừng nhìn về cơ bản cũng khá là đẹp nhưng mà cái sừng của nó nhăn quá. À, nó không phải rỗ nhưng mà nó nhiều khớp khớp của nó sâu. Con này thì trâu thiến hay sao nhỉ, không thấy cổ gì cả bạn ạ, bụng khá là to, không biết là phải dòng trâu thiến không. Thường thường là ở trên này cũng thỉnh thoảng xuất hiện có một số con trâu BD, trâu thầy giám ạ, mà con này không biết phải không, không thấy cổ gì các bạn. Thường thường là trâu thấy rán là không có cổ. Nếu mà để biết trâu thấy rán thì chúng ta phải xem ở đằng sau xem nó có cà không các bạn. Ôi, con này đúng trâu thấy rán rồi các bạn. Chả thấy cà đâu. Chắc là người ta thiến rồi. À, con này chuẩn 100% trâu thấy rán các bạn. Trâu trâu bao công à đâu nên người ta gọi là gì nhỉ, quên mất rồi. Năm tuổi người ta gọi là thái giám, đúng rồi. Thế nào mà to như thế này mà không nên lên một tí cổ nào,
Ở đây là có một con nghé này, nghé này không biết đẹp không? Nhìn nó làm cơ bản này thì bộ lông của nó rất là mượt này và nhìn khá là đẹp trâu. Còn nó đứng dậy thì chưa biết. Nhưng mà tầm này nó chỉ rơi vào tầm 14 15 triệu thôi các bạn. Nói chung là trâu bò bây giờ khá là rẻ. Đấy, khu vực ở đằng này rất là đông các bạn. Ở mé bên này nó còn sạch ấy, mé bên kia bẩn lắm các bạn. Mé bên kia là do là trời mưa nó tạo nên những cái vũng bùn. Mé bên này thì nó xanh một tí này. Chắc là mé bên này nó thoát nước được các bạn. Ở đây có con trâu người ta đánh dấu này. Thì đấy, dương 1. Sau âm 1 nhỉ. Người ta viết dương 1. Chắc là con thứ nhất. Con trâu này thì là ngoại hình bình thường lắm. Con này nó rơi vào tầm khoảng 4 tạ này. Không biết là người ta mua bao nhiêu nhưng mà 4 tạ 4728. Cứ gọi cao một tí là 29 triệu. À, ở đây này xuất hiện có một con trâu trắng này các bạn ạ. Đây. Con này người ta cũng mua rồi các bạn. Mình xem đánh dấu ở đây này. Đây, đánh dấu đây. À, người ta vừa đánh dương 1 có nghĩa là mua được con thứ mất. À, thứ nhất. Con này là con dương 3 có nghĩa là mua được con thứ 3 này các bạn. Không biết là bao giờ là người ta mua được con thứ L. Đấy, có nghĩa là người ta mua số lượng nhiều ấy. Con này nhìn chiều dọc thì là mình chưa biết là nó khoảng bao nhiêu hơi, bao nhiêu cân hơi. Con này là có vẻ như là bé hơn con kia sao nhỉ? Này. À, con này nhỏ hơn nhưng mà nó béo hơn các bạn. Cái vai, cái cổ nhìn nó cũng đẹp. À, con này nó rơi vào tầm gần 5 tạ các bạn. Đấy, con này chắc chắn hơn con kia nhé, nhưng mà bé hơn. Con này chắc là tầm đầu 3, 31 triệu các bạn. Con này bé. Mình chưa thấy ai giao dịch để mình đi quay chia sẻ cho mọi người nhỉ. Quay những cảnh giao dịch cho mọi người thì nó mới sát thực tế hơn. Ở bên này cũng có một con trâu trắng này. Hôm nay nhiều trâu trắng nhỉ. Kia cũng có một con, kia cũng có một con. Rất là nhiều trâu trắng các bạn. Đấy, con này thì nhỏ này. Nhưng mà sừng của nó là dài. Ở kia có một con trâu bác ấy đang báo là 30 triệu. Đâu xem con nào 30 triệu. Đây con này. Ờ 324. Con này là trâu di. Con này còn trâu di. Lấy tiền đi sau, lấy một củ đi sau lọ xong là về bảo trâu di. Lệch đúng một à. Nó bảo lỗ thì lỗ thôi. Lỗ thì 100.000. Thế cho một bác ở có bán rồi. Chú này ngoài đây nhờ. Này. Cho
Tất cả bao nhiêu để em mua nào? Bán đi cơ. Anh là cả. Bác không? Bao nhiêu? Thế ba còn cho cháu 50.000 thì thôi cháu xin 50.000 cho đi ăn phở cho con luôn. 50.000. Lệch nhau đúng 50.000. Ôi, tí là 20.000. Lại cho nó về phải không? Nó nó cái bè nó không mua đó. Đi anh em mình đã gọi em bảo đi. Đi. Ba hai năng thì đi ăn phở đi. Đi. 326 là em mời đúng không? Kể cả bao nhiêu em cũng mời được. Đi. 32 triệu em cũng mời mà. Mua. Ba hai năng. Ba hai năng. Ba đi, đàn ông thì dài thế. Làm thoải mái, chín sâu, thâu sâu thì mua được cần chẳng sâu được cần. Cứ dắt đi xem mà. Hai bốn người xem đều hỏi nhau xem đi. Cho nên nhà Long đi được mua một bóng này. Ba hai năng là một con trâu gì các bạn. Thịt rất là chắc. Bây giờ con này được mấy tạ hơi. Con này châu gì mà. Mà 32.500.000. Mà chưa bán các bạn. Đúng là 32.600.000 bác mới bán. Ừ. Chứng tỏ châu bây giờ là có giá nhỉ. Yeah. Một con nhỏ này là 32.500.000. Mà chưa bán các bạn. Giá mong muốn của bác là chốt là 32.600.000. Bán thì bán luôn, tôi đéo mua lâu đâu, anh em thiện chí để cho nhau. Sao đó mà. Ừ thì đấy để cho em mình ngày nào cũng nhập ở chợ bác Hà công ly suốt. Tháo chuông rồi. Con đấy thì là người ta đã mua rồi các bạn. Đấy. Mình chưa biết chính xác là bao nhiêu nhưng mà lúc bảo là 32.500.000 các bạn. Đây, một con trâu trâu đực giống di, dòng di. Khá là săn chắc. Đấy, con này bán rồi nhé các bạn nhé. Không biết bán chưa, chắc là bán rồi. Mình vừa thấy là người ta tháo cái chuông ở cổ. Con này trông nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó nhìn cái thải thịt của nó chắc các bạn. Con này này. Con này là 4 tạ không nhỉ? 8432. Con này không đến không được 5 tạ các bạn. Chắc chỉ trên 4 tạ một. Bán rồi các bạn. Nói chung là một hai phiên đổ lại đây thì là mình thấy là người ta báo cái giá hơi cũng khá là cao. Và thường thường hình như là chợ Công Ly là sẽ cao giá hơn, so có vẻ như là cao hơn với Bắc Hà một tí các bạn. Chắc là người ta tính phí xe đi lại nữa. Bên này bẩn lắm các bạn, bên này xuất hiện toàn những cái vũng lầy đấy, không thể đi lại được. Đấy, chúng ta sẽ sang bên kia một tí nhé.
Ở đây có một con trâu trắng này. Ôi bẩn nhỉ. Bẩn. Bẩn quá, khó đi lại các bạn. Đấy, một em trâu trắng. Con này thì cũng giống như con đen kia thôi. Nhỏ hơn một tí thôi. Nhưng mà con này có vẻ như là béo hơn. Nhưng mà trâu trắng thì thường thường hình như là nó ít giá. Nó lệch nhau so với trâu đen là khoảng 100-500 đến gần 1 triệu sao. Nó không... Nói chung là đa số mình thấy là người ta mua trâu đen là nhiều. Trâu trắng là ngày xưa bán chạy lắm các bạn. Bây giờ thì nó cũng như trâu đen thôi, còn bình bình thôi. Vì ngày xưa là người ta bán cả cái sừng ấy, sừng trâu trắng. Con này cũng chỉ rơi tầm 4 tạ thôi. 47-28 tầm 28-29 triệu thôi. Đấy. Khu vực này khá là nhiều này. Nhưng mà bẩn quá, không đi được các bạn. Nói chung là buổi sáng thì rất là nhiều trâu. Đấy, bò thì ít, mà trâu thì chiếm đại đa số. Đến khoảng 98% đấy các bạn. Bởi vì là tàn trâu đấy. Bò có lúc có, lúc không. Thì chứng tỏ là tỷ lệ bò rất là ít. Đây con nghé này. Con nghé. Ừ, trâu nằm. Nó nằm nó mát như kiểu trâu bị tùa rồi các bạn. Mình tưởng trâu tùa rồi. Nghé này. Bò này. Đấy, bò lác đác có vài con. Nói chung là bò nhiều nhất thì là vẫn ở thuộc ở trên... trên chợ Bắc Hà thì nhiều nhất. Đấy, chợ hiện tại bây giờ rất là nhiều châu bò nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn muốn xem châu bò thì đấy, các bạn cứ vào kênh để xem. Đấy, xem những cái dòng châu to, châu đẹp. Thì mình chưa thấy người ta giao dịch nhiều lắm. Nói chung là người ta cũng bán. Nhưng mà có khi là mình đứng ở đây thì người ta lại giao dịch ở đằng kia. Đấy, lúc mình ra kia thì người ta lại giao dịch chỗ khác. Nhiều khi mà kiểu bãi nó rộng ấy thì thỉnh thoảng chúng ta cũng hay gặp những cảnh giao dịch, cảnh người ta trả giá. Đây này, đây có cái cọc này. Rất là nhiều ạ. Đấy, các bạn nhìn qua Sasuke chưa? Nhiều chưa? Chắc là tí nữa người ta mới cho trâu chọi nho các bạn. Thường thường ở chợ này mình hay thấy là khi nào người ta cũng cho trâu chọi. Nó đang nhai cỏ lại đấy các bạn. Một con trâu 5 tạ rưỡi. Một con trâu rơi vào 36-37 triệu. Ai cha. Đây. Úi dồi trời. Ôi người anh sợ này. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại thì mình đã có mặt.
các bạn tỉnh thấy người ta mang cho đến con này người ta đang báo là có người đang hôm nay thì đang trả con đấy là dưới 40 rất là nhiều trông to trông đẹp các bạn ạ. Ở đây có một số chục con này mấy tạ đây nhá, con này cũng to mà. Nói chung là con này nhão người đấy, nó không được săn chắc, sừng của nó sừng cánh ruồi cánh ve, kiểu cái đuôi cánh ve cánh ruồi. Toàn cảnh khu vực sáu bạn nhá. Giờ thì mình sẽ đi xuống xem giá cả hôm nay con này rơi vào tầm 6 tạ có tiến chuyển với các phiên khác hay không nhé. Và người ta báo phải trên 40 thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cùng được biết giá sâu thời điểm này. Rồi mình sẽ đi xem có ai hỏi mua không thì mình sẽ chia sẻ các bạn. Con này to thế ông kia trả dưới đầu 3, dưới đầu 4 nhỉ? Con này phải trên đầu 4. Giá cả. Anh báo là 4 mấy? Chia sẻ thì thường 42 à. Con này chắc phải 6 tạ, hơn 6 tạ nhỉ? Vừa đây mình chứng kiến một con trâu đen ở đằng kia nó bán trâu di thôi nhưng mà chắc người ta bán 32 triệu rồi. Ở đoạn đầu kia. Chắc là mua thì bao giờ họ chẳng trả rẻ nhỉ? Người mua mà các bạn, đấy người ta hay trả rẻ. Nếu đồng ý thì bán, không đồng ý thì thôi ấy, kiểu đấy. Nhưng mà con này là to mà. Con này cũng có thịt rồi, mặc dù nó chưa béo hết cỡ đâu nhưng mà nó cũng có thịt nhiều rồi. Con này anh ấy đang báo là tầm 42 triệu. Mà bác kia đang trả dưới là dưới đầu 4. Dưới đầu 4 thì con này thì chắc là không thể chấp nhận được các bạn. Bởi vì con này khá là to, mình con này nó rơi vào tầm 6 tạ trên 6 tạ cơ. Mà quay xong chưa? Mới đến. Có quay trên này không? Không. Không quay à? Cứ gọi là 6 tạ đi. Mình đưa ra giá nhẹ con này 6 tạ đi. Đấy, 6 nhân 7 67 42. Đấy, đã là 42 rồi, chưa kể là tính hơn một tí. 68 48 thì con này nó phải rơi vào tầm 42 43 triệu đấy. Người mua thì chỉ trả phía dưới là dưới là 4 thôi. Nói chung là mua bán thì nó muôn vàn lắm các bạn. Thì người mua thì người ta mua với giá trâu thịt mà. Đấy, chứ không phải dòng trâu chơi chẳng hạn như vậy. Rồi ok các bạn nhé. Có lẽ là video của mình cũng khá là dài rồi. Bây giờ là xin tạm biệt các bạn. Hẹn mọi người vào video sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi nhé. Đây, mình đang đứng tận trên cao các bạn. Quan sát toàn bộ khu vực chợ Châu Công Ly. Đấy. Xe người ta để cuối bãi. Xe tải các bạn, những con xe chở được 6 7 con. Nhỏ thì chục con, to thì tầm 7 tạ thì chở được 5 con. Những con bình bình thì chở được 6 7 con.